Kinh văn: Nếu gặp được hàng thiện tri thức khuyên bảo, khiến trong chừng khẩy móng tay liền quy y Địa Tạng Bồ Tát, những chúng sanh đó lập tức được thoát khỏi báo khổ của tam ác đạo. Nếu có người chí tâm quy kính và chiêm lễ tán thán, cùng dùng hương hoa y phục các thứ trân bảo hoặc đồ ăn thức uống mà cúng dường ngài Địa Tạng Bồ Tát, thì trong trăm ngàn muôn ức kiếp về sau thường được ở cõi trời hưởng thọ sự vui thù thắng vi diệu. Nếu phước trời hết phải sanh xuống nhân gian, thì vẫn còn trăm ngàn kiếp thường là bậc đế vương, lại nhớ được tuất mạng cùng cội ngành nhân quả. Này Định Tự Tại Vương, Bồ Tát Địa Tạng có bất khả tư nghị đại oai thần lực, lợi ích rộng lớn cho chúng sanh như thế, các ông những bậc Bồ Tát phải ghi nhớ kinh này, hầu tuyên truyền lưu bố rộng ra. Lược giảng: Nếu gặp được hàng thiện tri thức, chữ nếu này thuộc loại bất định từ, do đó nếu gặp có nghĩa là có thể gặp được, mà cũng có thể là không gặp được. Bây giờ Đức Phật đặt giả thiết là các chúng sanh tạo ác nghiệp đó gặp được bậc thiện tri thức. Thế nào gọi là thiện tri thức? Tri là nghe danh, văn danh; thức là thấy mặt, kiến diện. Nghe danh tức là nghe thấy, biết đến tên tuổi, tiếng tâm; thấy mặt tức là biết rõ mặt mày, hình tướng. Vậy tri thức có nghĩa là nhận thức, hiểu biết một cách rõ ràng, tường tận. Về chữ thiện, thông thường thì được xem là đồng nghĩa với chữ hảo, tốt. Nhưng ở đây thì được dùng theo nghĩa của chữ năng, khả năng. Bậc thiện tri thức là người có khả năng nhận thức. Nhận thức điều gì? Họ có thể nhận thức được những khổ não trong tam giới, biết rõ rằng tam giới không an lành như ngôi nhà lửa. Có ba hạng thiện tri thức như sau. Một, ngoại hộ thiện tri thức. Đây là những vị thiện tri thức từ ngoài đến để hộ pháp, tự nguyện giúp đỡ người xuất gia xử lý công việc trong chùa. Họ tận tụy hộ trì tam bảo, hộ trì thường trụ và quán hỷ cúng dường mọi vật phẩm mà thường trụ cần đến. Nói tóm lại, ngoại hộ thiện tri thức là những người ở ngoài nhưng tự nguyện đến chùa để hộ trì người tu đạo. 2. Đồng hành thiện tri thức. Thế nào gọi là đồng hành? Đó là cùng nhau tu hành. Hàng thiện tri thức này thường cùng nhau tu tập và động viên khuyến khích lẫn nhau. Khuyến khích lẫn nhau bằng cách nào? Bằng cách đã đồng tham, đến bàn cùng tu, nghĩa là chúng ta cùng tu tập với nhau, thì quý vị giúp tôi, chỉ cho tôi rõ những lỗi lầm của tôi, và tôi giúp quý vị, chỉ cho quý vị rõ những sai sót của chính quý vị. Bởi con người từng có khuynh hướng không tự thấy được cái sai của chính mình, nếu nhờ người khác tìm giúp thì dễ dàng hơn. Theo thói thường thì người trong cuộc thì mê, kẻ ngoài cuộc thì sáng. Ở cương vị của người trong cuộc, lắm lúc chúng ta bối rối, không thấy được mình đúng hay sai. Trong khi đó, người ngoài cuộc thì do đứng ngoài, không dính líu đến sự việc, nên cái nhìn có vẻ sáng suốt hơn. Như vậy, mọi người thường có thể cùng nhau thấy rõ khuyết điểm của nhau hơn. Quý vị thấy rõ được cái sai của tôi cũng thấy rõ được cái sai của quý vị. Tuy nhiên, đã đồng tham có nghĩa là quý vị nêu ra những sai sót của tôi để tôi biết mà sửa đổi. Tôi kể lại những sai phạm của quý vị để quý vị rõ mà sửa mình, chứ không phải là quý vị phát hiện cái sai của tôi thì tôi liền đùng đùng nổi giận. Còn tôi khám phá ra tội lỗi của quý vị thì quý vị nên gây gổ lôi thôi. Chúng ta chẳng những không được nóng nảy giận dữ, mà còn phải bình tâm tĩnh trí, nghiên cứu lỗi lầm của nhau để bổ khuyết cho nhau nữa. Đó gọi là cùng nhau trao dồi rèn luyện, khích lệ, sách tấn lẫn nhau, giúp nhau tinh tấn tu tập. Trong Ngũ Kinh, sách Đại học có câu: như gọt, như dũa, như trao, như chuốt. Như người thợ ngọc tỉ mỉ dùng dao đẽo gọt từng chút một, sau đó phải dùng dũa để mài đi chuốt lại thật công phu, nên từ miếng ngọc thô sơ mới trở thành một món trang sức bằng ngọc xinh đẹp, quý giá. Hai người bạn cùng nhau đã đồng tham, có nghĩa lý cũng tương tự như thế. Chúng ta phải cùng nhau trao dồi mài dũa. Bạn tìm khuyết điểm của tôi tìm khuyết điểm của bạn, để rồi cùng giúp nhau sửa lỗi. Người thật sự muốn tu hành nhất định phải nuôi dưỡng một tinh thần như thế. Đó là nói về bậc đồng hành thiện tri thức. 3. Giáo thọ thiện tri thức. Những người giảng kinh thuyết pháp, truyền bá và hoằng dương Phật giáo, giáo hóa chúng sanh
được gọi là bậc giáo thọ thiền tri thức. Khuyên bảo khiến trong trừng khải bóng tai liền quy y Địa Tạng Bồ Tát. Một khải bóng tai là một khoảng thời gian hết sức ngắn ngủi, còn một chớp mắt thì sao? Mắt nhấp nháy một cái thì gọi là một nháy mắt hoặc một chớp mắt. Cứ một nháy mắt là 20 niệm và 20 nháy mắt là một sát na. Trong kinh Nhân Dương Hộ Quốc Bát Nhã có nói rằng, cứ trong một sát na thì có 900 lần sanh diệt. Có nghĩa là trong khoảng thời gian là một sát na thì cái niệm suy nghĩ của chúng ta trải qua 900 lần sanh diệt. Một khải móng tay thì lâu bằng 64 sát na. Tuy nhiên trong chừng khải móng tay ở đây chỉ ngụ ý là khoảng thời gian rất ngắn ngủi, chỉ trong một thoáng chốc mà thôi. Câu khuyên bảo khiến trong chừng khải móng tay có hai cách giải thích. Một là chúng sanh đó tin tưởng và quy y với Địa Tạng Bồ Tát được một khoảnh khắc ngắn ngủi chừng khải móng tay thì liền thăng thiên hưởng sự an lạc vĩnh viễn. Hai là nhờ được sự khuyên bảo của bậc thiền tri thức nên chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi chừng khải móng tay, chúng sanh đó liền mau mắn sanh tính tâm quy y Địa Tạng Bồ Tát. Quy y Địa Tạng Bồ Tát tức là cung kính đem cả thân tâm tánh mạng của mình giao phó cho Địa Tạng Bồ Tát và xem ngài Địa Tạng Bồ Tát như một người cha từ bi của mình, còn mình thì như con cái của ngài. Như vậy, giả sử những chúng sanh quen làm điều ác, chẳng tin nhân quả, lại còn tà dâm vọng ngữ, lưỡng thiệt ác khẩu, quỷ bán đại thừa, chịu dâng theo lời khuyên của bậc thiền tri thức mà quy y với Địa Tạng Bồ Tát, thì những chúng sanh đó lập tức được thoát khỏi khổ báo của tam ác đạo. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi chừng khẽ móng tay, bao nhiêu khổ báo ở ba đường ác trong thời gian dài đến vô lượng vô biên của những chúng sanh đó đều tiêu tan hết. Lại nữa, nếu có người chí tâm quy kính, chuyên nhất kỳ tâm, chí thành quy kính và chiêm lễ tán thán, ngắm nhìn đảnh lễ, tấm tắc ngợi khen, cùng dùng hương hoa y phục các thứ trân bảo, báu vật quý giá hoặc đồ ăn thức uống mà cúng dường ngài Địa Tạng Bồ Tát, thì trong trăm ngàn muôn ức kiếp về sau, những chúng sanh đó thường được ở cõi trời hưởng thọ sự vui thù thắng vi diệu. Người xuất gia có lệ là trước khi thọ thực đều phải thường cúng, tức là dâng cúng thức ăn cho chư Phật trước. Nếu phước trời hết phải sanh xuống nhân gian thì vẫn còn trăm ngàn kiếp thường làm bậc đế vương. Sau khi hưởng hết phước trời của mình, những chúng sanh đó sẽ sanh xuống cõi người trở lại và thường được làm hoàng đế trong cả trăm ngàn vạn kiếp. Lại nhớ được túc mạng cùng cội ngành nhân quả. Hơn thế nữa, họ vẫn nhớ được những sự việc trong các đời trước của mình và biết rành rẽ cội ngành nhân quả trả dây. Này Định Tự Tại Dương, Bồ Tát Địa Tạng có bất khả tư nghị, đại qua thần lực, đại qua đức không thể nghĩ bàn, đại thần thông không thể nghĩ bàn, lợi ích rộng lớn cho chúng sanh như thế. Các ông, những bậc Bồ Tát phải ghi nhớ kinh này, hầu tuyên truyền lưu bố rộng ra. Tất cả các ông đều nên phát tâm truyền bá rộng rãi bộ kinh Địa Tạng này. Hiện nay chúng ta được nghe đến tên kinh Địa Tạng, được nghe giảng kinh Địa Tạng đều là nhờ chư Bồ Tát dùng quái lực mà truyền bá rộng khắp. Nếu không nhờ chư Bồ Tát âm thầm tuyên truyền lưu bố, chúng ta chưa chắc đã gặp được pháp bảo thầm thâm di diệu như thế này. Kinh văn. Ngài Định Tự Tại Dương bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, xin ngài chớ lo nghĩ, ngàn muôn ức Bồ Tát Ma Ha Tát chúng con đều có thể nương quay thần của Phật mà tuyên diễn rộng rãi kinh này nơi cõi Diêm Phù Đề để lợi ích cho chúng sanh. Định Tự Tại Dương Bồ Tát bạch với Đức Thế Tôn xong, bèn cung kính chắp tay làm lễ mà lui ra. Lược giảng. Ngài Định Tự Tại Dương bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, xin ngài chớ lo nghĩ. Xin Đức Thế Tôn đừng lo nghĩ về vấn đề này. Ngàn muôn ức Bồ Tát Ma Ha Tát chúng con đều có thể nương quay thần của Phật mà tuyên diễn rộng rãi kinh này nơi cõi Diêm Phù Đề. Chúng con sẽ đi khắp cõi Nam Diêm Phù Đề và tuyên thuyết truyền bá rộng rãi bộ kinh này để lợi ích cho chúng sanh. Định Tự Tại Dương Bồ Tát bạch với Đức Thế Tôn xong, bèn cung kính chắp tay làm lễ mà lui ra. Ngài cũng cung kính kính cúi đầu đảnh lễ Đức Phật rồi lui ra ngồi sang một bên. Kinh văn. Bấy giờ bốn vị thiên vương cai quản bốn phương đồng từ chỗ ngồi đứng dậy, cung kính chắp tay mà bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn,
Bồ Tát Địa Tạng từ kiếp lâu xa đến nay đã phát đại nguyện như thế, vì sao đến nay vẫn độ chưa hết, lại còn phát quảng đại thệ nguyện nữa? Cúi xin Đức Thế Tôn dạy cho chúng con rõ. Lược giảng. Bấy giờ, lúc Bồ Tát định từ tại dương cung kính lễ Phật và lui ra ngồi sang một bên rồi, thì bốn vị thiên dương cai quản bốn phương đồng từ chỗ ngồi đứng dậy. Bốn vị thiên dương của bốn phương đều cứ ngụ ở lưng chừng núi Tu Di. Cung điện có thành trì bằng thất bảo, vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não bao quanh. Thành cao 42.000 gió tuần, chung quanh có 7 lớp hàng cây, 7 lớp lưới văn, la võng, 7 lớp bao lơn, bao bọc, vô cùng trang nghiêm. Tứ phương thiên dương, tức là bốn vị thiên dương trấn giữ ở bốn phương, Đông phương thiên dương, Nam phương thiên dương, Bắc phương thiên dương và Tây phương thiên dương. Một, Đông phương thiên dương. Theo tiếng Phạn, tên của vị thiên dương này là Đa La Tra, Trung Hoa dịch là Trì Quốc. Trì tức là trì hộ. Vị thiên dương này giữ gìn và bảo hộ quốc gia cùng tất cả chúng sanh. Đông phương thiên dương có 99 người con trai và đều được gọi là Nhân Đà La. Trong các quỷ thần do Đông phương thiên dương thống lãnh thì có một số là hương thần, thần hương thơm, và một số là xú thần, thần hôi thối. Hương thần là ai? Đó chính là Càn Thác Bà trong Bát Bộ Quỷ Thần. Trên đầu có một cái sừng. Càn Thác Bà rất thích ngửi mùi hương, hễ đến hơi thấy nơi nào có hương thơm là liền chạy về hướng đó. Ngọc Đế tức là Nhân Đà La Dương. Có một loại hương gọi là hương chiên đàn. Khi nào đốt hương này lên, Càn Thác Bà ngửi được thì liền đến và khẩy đàn tấu nhạc cho Ngọc Đế nghe. Bởi Ngọc Đế vẫn còn ở trong lục dục thiên, chưa ra khỏi cảnh giới ngũ trần, cho nên còn thích nghe Càn Thác Bà tấu nhạc. Vậy Càn Thác Bà là nhạc thần của Ngọc Đế, mà cũng chính là hương thần. Trì Quốc Thiên Dương còn thống lãnh cả số thần, còn có tên là Phú Đơn Na. Đi đến đâu là hôi hám thối tha đến đó. Đây cũng chính là vị Phú Đơn Na được nhắc tới trong Chú Lăng Nghiêm. Bản lãnh cùng thần thông của số thần chính là phóng ra mùi hôi, và hễ đến nơi nào thì nơi ấy liền có mùi hôi thối nồng nặc. 2. Nam phương thiên dương. Theo tiếng Phạn, tên của vị thiên dương này là Tỳ Lưu Ly, Trung Hoa dịch là Tăng Trưởng. Vị thiên dương này có thể làm cho thiện căn của chúng sanh được tăng trưởng. Nam phương thiên dương cũng có 99 người con trai và cũng đều gọi là Nhân Đà La. Bốn vị thiên dương này mỗi vị đều có 99 người con trai và đều được gọi là Nhân Đà La. Vì vậy cả 396 vị đều có cùng một tên gọi giống nhau. Nam phương Tăng Trưởng Thiên Dương cùng cai quản thống lãnh các quỷ thần, trong đó có loài diễn quỷ, quỷ xa và cận quỷ, quỷ gần. Vì sao gọi là diễn quỷ? Vì loài quỷ này thường tránh xa loài người. Vì sao gọi là cận quỷ? Vì loài quỷ này thích làm tổ tiên của người ta, hãy đến nhà người nào thì làm tổ tiên của người đó, cho nên gọi là cận quỷ. Diễn quỷ có tên gọi là gì? Trong Chú Lăng Nghiêm, diễn quỷ được gọi là Cư Bàn Trà. Đúng ra những chữ này phải đọc là Cư Bàn Đồ. Nhưng hiện nay những người tụng chú đều đọc là Cư Bàn Trà. Có lẽ Cư Bàn Đồ cũng biết mình bị đổi tên rồi. Do vậy, quý vị có đọc là Cư Bàn Trà thì cũng được linh ứng như nhau. Cho nên tên gọi thì không có gì là nhất định cả. Tại sao Cư Bàn Đồ lại bị đọc nhầm thành Cư Bàn Trà? Vì người ta không nhìn cho rõ chữ đồ. Chữ qua thì chữ đồ và chữ trà chỉ khác nhau ở một nét ngang, và hai chữ này cũng chỉ hơn kém nhau một nét ngang ấy mà thôi. Phần dưới của chữ trà là chữ mộc, thiếu một nét ngang. Còn phần dưới của chữ đồ là chữ gì thì thêm một nét ngang. Bởi chỉ sai khác nhau một nét ngang nhỏ nên người ta lơ đễnh mà làm lẫn chữ đồ ra chữ trà. Thế nhưng khi nghe ai gọi Cư Bàn Trà thì Cư Bàn Đồ cũng biết đó là người ta gọi mình. Hình dạng của Cư Bàn Trà như thế nào? Cư Bàn Trà hình thù trông như cái vại hay cái chum lớn tròn tròn, không có đầu cũng chẳng có chân. Vì loài quỷ này thường tránh xa, không thích ở gần con người nên gọi là diễn quỷ. Loài cận quỷ được gọi là Bệ Lệ Đa, và cũng có được nhắc đến trong Chú Lăng Nghiêm. Ở Trung Quốc, mỗi gia đình đều thờ cúng bài vị tổ tiên, và loài quỷ này thường lân la tìm đến làm tổ tiên cho từng nhà. Bởi loài quỷ này thích tiếp xúc thân cận với loài người nên được gọi là cận quỷ. 3. Tây phương thiên dương. Theo tiếng Phạn,
Tên của vị thiên vương này là Tỳ Lưu Bát Xoa, Trung Hoa dịch là Tạp Ngữ. Ngụ ý rằng vị thiên vương này biết nói đủ các thứ tiếng, thông thạo tất cả ngôn ngữ của mọi quốc gia. Tây Phương Thiên Vương còn được gọi là Quảng Mục Thiên Vương và cũng thống lãnh một số quỷ. Đó là loài quỷ nào? Chính là loài quỷ mà trong Chú Lăng Nghiêm gọi là Tỳ Xá Đồ và Trung Hoa dịch là Đạm Tinh Khí Quỷ, tức là loài quỷ chuyên ăn tinh khí. Tỳ Xá Đồ còn được dịch là quỷ điên cuồng, bởi loài quỷ này có thể làm cho người ta sanh bệnh điên cuồng, bị phát điên phát cuồng. Loài quỷ này lại chuyên ăn tinh khí của con người. Chúng đến những nơi nam nữ có hành vi tánh dục xảy ra để ăn thứ tinh khí bất tịnh ấy. Một khi quỷ Tỳ Xá Đồ khiến cho người nào mắc bệnh thì người đó không còn hay biết gì cả, phải vào bệnh viện tâm thần để điều trị. Tuy nhiên, những người bị loài quỷ này hãm hại, dù có ở bệnh viện tâm thần, họ cũng không dễ gì bình phục được. Tây Phương Thiên Vương còn thống lãnh cả rồng độc, độc long. Loài rồng có độc độc này, hễ bắt chúng vừa nhát thấy người nào thì người đó liền bị trúng độc của chúng ngay tức khắc. Chẳng những thế, nếu quý vị nghe tiếng của chúng, ngửi thấy mùi của chúng hoặc tiếp xúc, đụng chạm vào chúng thì cũng đều bị trúng độc cả. Như vậy, Tây Phương Thiên Vương thống lãnh cai quản hai loại quỷ thần là quỷ Tỳ Xá Đồ và loài rồng độc. 4. Bắc Phương Thiên Vương. Trong bốn vị thiên vương thì Bắc Phương Thiên Vương là thủ lãnh, và cả ba vị thiên vương kia đều phải chịu sự chỉ huy của vị thủ lãnh này. Bắc Phương Thiên Vương cũng cai quản quỷ thần, đó là loài quỷ thần nào? Đó là hai loài quỷ, quỷ Dạ Xoa và quỷ La Sát. Dạ Xoa có rất nhiều loại, có Dạ Xoa đi dưới đất, có Dạ Xoa du hành trên không trung, có Dạ Xoa ở trên trời. Dạ Xoa còn được gọi là quỷ Tiệp Tật, tức là loài quỷ chạy nhanh, bởi chúng có thể chạy với một tốc độ sắp xỉ tốc độ của ánh sáng. Quỷ La Sát còn được gọi là quỷ khả bố đáng sợ, vì chúng rất tàn ác và có hình thù trông rất đáng sợ. Bốn vị thiên vương cai quản các quỷ thần như thế ở thế gian, và đến lúc cần họp hội nghị thì họ đều quy tụ ở chỗ của Bắc Phương Thiên Vương. Bắc Phương Thiên Vương có tên là Tỳ Sa Môn, Trung Hoa dịch là Đa Văn, vì vị thiên vương này có kiến thức rất uyên thâm, hiểu nhiều biết rộng. Cũng chính vì thế mà ba vị thiên vương kia đều răm rắp tuân theo hiệu lệnh cùng mọi sự sai bảo của Bắc Phương Thiên Vương. Lúc bấy giờ, bốn vị thiên vương vốn đang cùng đại chúng nghe kinh Địa Tạng đều từ chỗ ngồi đứng dậy, cung kính chắp tay mà bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát Địa Tạng từ kiếp lâu xa đến nay đã phát đại nguyện như thế, vì sao đến nay dẫn độ chưa hết lại còn phát quảng đại thệ nguyện nữa? Vì sao đến nay Bồ Tát Địa Tạng vẫn còn đi độ chúng sanh, vẫn chưa hoàn thành viên mãn hành nguyện của mình, lại còn phát lời thệ nguyện rộng lớn nữa? Cúi xin Đức Thế Tôn dạy cho chúng con rõ. Chúng con kính xin Đức Phật hãy vì tất cả đại chúng trong pháp hội hiện nay mà giảng rõ điều này. Kinh văn: Đức Phật bảo bốn vị thiên vương rằng: Lành thay, lành thay, ta này sẽ vì sự lợi ích rộng lớn của các ông cùng các chúng trời người ở hiện tại và vị lai mà nói việc Bồ Tát Địa Tạng ở Ta Bà thế giới, trong đường sanh tử nơi cõi Diêm Phù Đề, từ mẫn cứu giấc, phương tiện độ thoát tất cả chúng sanh tội khổ. Bốn vị thiên vương bạch rằng: Dân, bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin muốn được nghe. Lược giảng. Đức Phật bảo bốn vị thiên vương rằng: Lành thay, lành thay, các ông thật là khéo hỏi. Các ông thỉnh vấn điều này là rất phải, tốt lắm thay. Ta này sẽ vì sự lợi ích rộng lớn của các ông cùng các chúng trời người ở hiện tại và vị lai mà nói việc Bồ Tát Địa Tạng ở Ta Bà thế giới, trong đường sanh tử nơi cõi Diêm Phù Đề, từ mẫn cứu giác, phương tiện độ thoát tất cả chúng sanh tội khổ. Bây giờ vì muốn đem lại lợi ích rộng lớn cho các ông cũng như cho tất cả chúng sanh ở cõi trời, cõi người, luôn cả các chúng sanh ở địa ngục, ở cõi ngạ quỷ hoặc cõi súc sanh trong đời hiện tại cùng vị lai, ta sẽ nói về những phương tiện của Bồ Tát Địa Tạng ở thế giới Ta Bà, trong cõi Nam Diêm Phù Đề. Các chúng sanh cứ lẫn quẩn trong sáu nẻo luân hồi sinh tử, sanh ra rồi chết đi, chết đi rồi lại sanh ra. Nay ta sẽ nói về việc Địa Tạng Bồ Tát từ bi thương xót tất cả chúng sanh, khéo dùng vô số phương tiện để cứu độ hết thảy những chúng sanh có tội và đương thọ khổ.
Bốn vị thiên vương nghe Đức Phật nói như thế, liền đồng thanh bạch rằng: Vâng, bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin muốn được nghe. Chúng con rất vui mừng, rất hoan hỷ được lắng nghe Đức Thế Tôn khai thị. Kinh văn: Đức Phật bảo bốn vị thiên vương rằng: Bồ Tát Địa Tạng từ bao kiếp lâu xa cho đến nay, độ thoát chúng sanh vẫn còn chưa mãn nguyện. Bồ Tát từ bi thương xót những chúng sanh tội khổ ở đời này, lại quán thấy vô lượng kiếp về sau, nghiệp nhân cứ lây dây chẳng dứt. Vì lẽ đó nên lại phát trọng nguyện: Bồ Tát ở Ta Bà thế giới, trong cõi Diêm Phù Đề, cùng trăm ngàn vạn ức phương tiện để giáo hóa. Lược giảng, Đức Phật bảo bốn vị thiên vương rằng: Bồ Tát Địa Tạng từ bao kiếp lâu xa cho đến nay, độ thoát chúng sanh vẫn còn chưa mãn nguyện. Bồ Tát Địa Tạng đã từng độ thoát rất nhiều chúng sanh trong lục đạo, nhưng cho đến nay hạnh nguyện của Bồ Tát vẫn chưa được hoàn tất trọn vẹn. Bồ Tát từ bi thương xót những chúng sanh tội khổ ở đời này, trong Ta Bà thế giới, lại quán thấy vô lượng kiếp về sau, nghiệp nhân cứ lây dây chẳng dứt. Nghiệp nhân cứ lây dây chẳng dứt nghĩa là liên miên bất tận, dây dưa như loài cỏ dại, cứ sống dai dẳng năm này qua năm khác, mà mỗi năm mọc mỗi cao hơn, tùm hơn. Đây là tiêu biểu cho nghiệp lực của chúng ta, mỗi đời tích lũy mỗi nhiều thêm, nặng nề hơn, chẳng khác nào cỏ dại, cứ lây dây chẳng dứt. Vì lẽ đó nên lại phát trọng nguyện. Đức Phật dạy tiếp: Chính vì thế mà Bồ Tát Địa Tạng lại lập thệ nguyện trọng đại. Bồ Tát ở Ta Bà thế giới, trong cõi Diêm Phù Đề, dùng trăm ngàn vạn ức phương tiện để giáo hóa, độ thoát tất cả chúng sanh. Bây giờ chúng ta nói thêm về vấn đề nghiệp nhân cứ lây dây chẳng dứt vừa đề cập ở trên. Nếu đời này chúng ta tạo một ít nghiệp, rồi đời sau lại tạo một ít nghiệp nữa, và cứ như thế thì nghiệp tội của chúng ta càng ngày càng gia tăng, càng ngày càng chồng chất thêm lên. Nghiệp tội như thế gọi là lây dây chẳng dứt. Nghiệp tội của chúng ta cứ mỗi ngày một thâm trọng, thì đức hạnh của chúng ta sẽ càng ngày càng kém cỏi. Người thiếu đức hạnh hoặc không có đức hạnh thì không thể thành Phật được, và nếu nghiệp chướng nặng nề thì sẽ phải làm quỷ. Thế phải như thế nào mới được làm Phật? Muốn làm Phật thì chúng ta cần phải dạng đức viên dung, tất cả đức hạnh đều viên mãn tròn đầy. Vì sao phải làm quỷ? Vì ác nghiệp đầy dẫy, vì bị muôn vàn ác nghiệp giăng mắt bủa vây, cho nên phải làm quỷ. Có một số người do vô tri vô thức, không hiểu biết nên mới nói rằng không có quỷ. Chứ thật ra, người nào mà nói như thế thì chẳng bằng ngay cả một đứa con nít. Bởi với con nít, nếu quý vị giảng giải cho chúng nghe về đạo lý này thì chúng đều tin tưởng, lãnh hội. Những người không tin có quỷ thần thường nói hoàn toàn không có quỷ. Thế nhưng, nếu không có quỷ thì cũng không có Phật. Làm quỷ hay làm Phật, tất cả chỉ do ở một chữ chuyển. Chuyển được thì thành Phật, chuyển không được thì thành quỷ. Mà con người thì ở giữa mức chuyển được và chuyển không được đó. Do vậy, nếu nghiệp chướng bình thường vừa phải thì làm người, nếu ác nghiệp sâu dày thì làm quỷ, đây không có điều gì phải nghi ngờ nữa cả. Kinh văn: Này bốn ông thiên vương, Bồ Tát Địa Tạng nếu gặp kẻ sát sanh thì dạy rõ quả báo vì ương lụy đời trước mà phải chết yểu. Nếu gặp kẻ trộm cắp thì dạy rõ quả báo bần cùng khổ sở. Nếu gặp kẻ tà dâm thì dạy rõ quả báo làm chim sẻ sẻ, bồ câu, quyên ương. Nếu gặp kẻ nói lời thô ác thì dạy rõ quả báo quyến thuộc, kinh chống nhau. Lược giảng, Đức Phật dạy tiếp: Này bốn ông thiên vương, Bồ Tát Địa Tạng nếu gặp kẻ sát sanh thì dạy rõ quả báo. Khi gặp những kẻ có tánh hiếu sát, thường hay giết hại sinh vật, Bồ Tát Địa Tạng liền nói cho họ biết về quả báo của sự sát sanh. Quả báo ấy như thế nào? Đó là họ sẽ vì ương lụy đời trước mà phải chết yểu. Nếu đời này quý vị thích sát sanh thì đời sau quý vị sẽ phải chịu rất nhiều bệnh tật đau đớn. Chẳng những ốm đau khổ sở mà còn bị chết sớm, thọ mạng ngắn ngủi nữa. Vì sao thọ mạng ngắn ngủi? Đó là vì đời trước đã trót phạm tội sát sanh. Quý vị tước đoạt mạng sống của người khác khiến họ không được sống lâu hơn. Cho nên tánh mạng của chính quý vị rồi cũng không được lâu dài. Quý vị phải nhận lãnh quả báo đoạn mệnh chết yểu. Nếu gặp kẻ trộm cắp thì dạy rõ quả báo bần cùng khổ sở. Thế nào gọi là trộm? Là lấy đồ đạc của kẻ khác một cách lén lút,
chẳng để cho ai trông thấy. Thế nào gọi là cách? Nhưng người ta vốn không có ý muốn cho quý vị món đồ đó, nhưng quý vị từ lúc họ không chú ý bèn đoạt lấy, đó là cách. Nếu gặp những kẻ thường hay ăn cắp ăn trộm đồ đạc của người khác thì Địa Tạng Bồ Tát sẽ nói gì? Ngài sẽ giảng cho họ nghe về quả báo bần cùng khổ sở. Bây giờ anh ăn trộm tiền bạc của người ta, khiến cho người ta bị lâm vào cảnh túng thiếu, thì đời sau chính bản thân anh cũng sẽ bị nghèo nàn cơ cực. Quý vị thử nhìn xem, trên thế gian này có biết bao người nghèo khổ, thiếu trước hụt sau, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Đó chẳng qua là do quả báo của đời trước họ đã phạm tội trộm cướp mà ra. Bởi trước kia đã có trộm cắp đồ đạc hoặc cướp đoạt tiền bạc của người khác, cho nên đời này họ phải sống trong sự bần cùng nghèo khổ. Hễ càng trộm thì càng nghèo, và càng sợ không có thì lại càng không có. Như vậy, đối với hạng người đầu trộm đuôi cướp này, Địa Tạng Bồ Tát giảng về quả báo bần cùng khổ sở, vì bần cùng túng thiếu là khổ sở nhất. Nếu gặp kẻ tà dâm, có quan hệ giữa vợ chồng chính thức với nhau thì không phải là tà dâm. Tà dâm là chỉ những kẻ ngoại hôn, không phải là vợ chồng chính thức. Nhưng chỉ vì tham đắm khoái lạc nhất thời mà phạm tà hành, và như thế là sai lầm, là tội lỗi. Cho dù là vợ chồng chính thức, nếu có thể giảm bớt sự hành dâm thì vẫn tốt hơn. Chớ cho rằng là vợ chồng thì không xem là phạm tội mà sinh ra tùy tiện. Cần phải biết rằng thứ hành vi này làm cho con người bị ngu si, mê muội. Vì càng mê đắm sắc dục thì con người càng trở nên ngu si một cách tệ hại hơn, và cũng không còn hào quang nữa. Vì sao có hào quang? Do không có thứ hành vi tính dục này cho nên có được trí huệ chân chánh, sáng suốt và có hào quang. Nếu phạm tà hành, nam nữ có hành vi dâm dục không chánh đáng thì đó là phạm giới. Đối với hạng người này thì Địa Tạng Bồ Tát giảng những gì? Thì Ngài dạy rõ quả báo làm chim sẻ sẻ bồ câu uyên ương. Ngài nói cho họ biết về quả báo phải đầu thai làm cầm thú. Chim sẻ sẻ là một giống chim rất dâm dật, nhưng chưa bằng chim bồ câu. Bồ câu là loài chim dâm dật nhất, mỗi tháng nó ấp ra một tổ bồ câu con đông lúc nhất. Thông thường khi các loài chim giao hợp thì con trống ở trên, duy có con bồ câu thì con mái lại ở trên. Bởi tính dục của chim mái mạnh cho nên mỗi tháng nó ấp nở rất nhiều bồ câu con. Còn chim uyên ương thì sao? Uyên ương thì quá nặng về mặt tình cảm. Quá giàu tình cảm, chim trống và chim mái dù đáp xuống đất hay bay lên trên trời cũng đều đi cặp với nhau, từng đôi không lúc nào rời nhau. Tuy nói loài chim là được tự do, nhưng chúng vẫn chỉ là một hàng súc sanh, chẳng có gì tốt đẹp cả. Vậy những kẻ hành tà dâm thì đời sau sẽ phải đầu thai làm chim sẻ sẻ bồ câu uyên ương. Nếu gặp kẻ nói lời thô ác thì dạy rõ quả báo quyến thuộc kình chống nhau. Lời nói thô ác, ác khẩu, tức là mắng chửi người khác, trong đó bao gồm cả nói đôi chiều, lưỡng thiệt, nói thêu dệt, ý ngữ, nói dối, vọng ngôn. Nếu Địa Tạng Bồ Tát gặp những kẻ độc ác hay mắng chửi người khác thì Ngài giảng về quả báo đời sau, bà con thân thuộc của họ luôn xích mích bất hòa.